Trời ơi, cô gái nào đây hả trời? Dạ, em chào bác. Nhưng mà ai đây? Bác cứ giỡn thôi. Không, tụi tao hôm nay thay đổi hoàn toàn Trâm ạ. Dạ. Cái vùng eo thon hơn này, bắp tay bắp chân là nhỏ hơn rồi đúng không? Dạ. À mà ngày hôm nay á, có hai vị khách cũng vừa đăng ký xong liệu trình giảm mỡ em. Nhưng mà hai vị khách rất là lo, nên là anh xin phép lên đây xin em có thể mời hai vị khách vào để mà có thể là chứng kiến cái quá trình em giảm cân, để từ đó hai vị khách tự tin hơn bước vào liệu trình được không? Dạ, anh cứ thoải mái ạ. Và anh mời vô nhá. Dạ. Cô Kim ơi, chị Thanh ơi. Dạ, đây. Xin phép được rồi nè. Đây, đây chính là chị Trâm ạ. Giới thiệu với chị Trâm, đây là cô Kim, còn đây là chị Thanh. Hai mẹ con á đều gặp tình trạng đó là thừa cân, nên là đến đăng ký liệu trình giảm mỡ này. À, cô Kim với chị Thanh biết không, trước đó là chị Trâm không được như bây giờ đâu. Cái vùng eo thứ nhất là sau sinh nên là bị tăng mỡ, rồi là cái eo là nó xù xùy và nó chảy xỉ xuống này, rồi bắp tay bắp chân là to lắm. Đó, còn bây giờ sau kết quả giảm cân ạ, 22kg. Trời ơi, nhìn cái vòng eo của em nhìn mê quá luôn nhờ. Trời ơi, em cũng vui lắm chị. Em không nghĩ là sẽ giảm được nhiều vậy luôn á. Chỉ trong vòng 2 tháng thôi á. 2 tháng Dạ, con cũng bất ngờ lắm. Trời ơi, nhìn thích thật luôn á. Chị không biết là chị giảm rồi á thì có được đẹp như em không luôn á. Chị yên tâm, lúc trước em còn mập hơn chị nữa. Bắp tay này, bắp chân to này, rồi bụng của em cũng bự nữa. Sau khi em làm ở đây tầm 2-3 ngày á, là em thấy lượng mỡ được đào thải ra rất là nhiều luôn. Bụng của em cũng xẹp từ từ xuống luôn nha chị. Con ơi, cho cô hỏi thăm á, là khi mà làm như vậy nè, nó có đau không? Dạ không đâu cô. Ở đây người ta làm là không có sử dụng đến dao kéo gì hết á, nên cô cứ yên tâm. Với lại người ta làm kiểu này là kiểu như mỡ được đào thải ra là bằng cái đường mình đi vệ sinh với lại là tiết mồ hôi ra cô. Dạ, không có đụng gì tới dao kéo nên không có hề đau gì hết. Chị á, là chị sợ đau lắm. Mà mỗi lần mà làm, lần trước giờ là chị cũng đã từng trải qua rất là nhiều công đoạn, giống như là tập gym, spa, rồi uống thuốc này nọ cũng không hết. Rồi chị nhớ là chị cũng đi làm cái tinh chất gì á vào cái bụng này nè, mà nó giống như là nó không có hiệu quả đó em. Về chừng khoảng tháng sau là nó tái béo trở lại à. Nên là không biết là làm cái công nghệ này á, rồi nó có bị tái béo trở lại hay không. Không đâu chị, em có một cô khách hàng làm ở đây á, là đã làm 1 năm rồi. Bây giờ quay lại em vẫn thấy gầy lắm. Giống như là kiểu mình phải quan trọng về chế độ sinh hoạt ăn uống hàng ngày, kèm theo là tập thể dục thể thao để mình giữ được cái vóc dáng gọn gàng á chị. Tại vì chị thấy là thường á, những người mà giảm béo là họ hay mệt lắm, hay bị đuối sức lắm, nên là không biết là làm cái công nghệ này có phải mệt không mà. Về vấn đề này là chị Thanh cứ yên tâm, tức là giảm cân xong là tất cả sinh hoạt bình thường, không đau nhức, không mệt mỏi gì hết. Bởi vì là cái công nghệ hiện tại bên em á đang là tác động enzyme loãng thực vật bằng cái công nghệ Martina Macdual, là một trong những công nghệ tiên tiến nhất, cho nên là tất cả cái quá trình nó tác động rất là nhẹ nhàng và an toàn, về sau không gây mệt mỏi gì hết, nên là chị Thanh yên tâm. Bác ơi, liệu cái mà người lớn tuổi như cô á, cô hay bị gọi là bệnh, là cô là bị bệnh nền á, tim với huyết áp đó, là cứ mỗi lần mà mập lên thì mỡ nhiều là nó tăng huyết áp vậy. Thì như cô là người lớn tuổi á, cô giảm béo thì nó có hiệu, có được nhiều hiệu quả như là mấy cô bé này không ạ? Rồi, thêm cái này là con phải nói là một cái điểm mà vượt trội bên viện thẩm mỹ Korea. Về cái quá trình giảm mỡ đó là không những là giúp cho mình ngoại hình đẹp đâu, mà đối với trường hợp của cô á, khi mà bị bệnh nền và những cái căn bệnh như thế á, thì việc giảm mỡ bây giờ nó sẽ khắc phục được những cái bệnh lý đó cô. Đấy, rất là nhiều khách hàng bên con lớn tuổi bị bệnh xương khớp rồi luôn luôn mệt mỏi trong người á, đến làm một liệu trình giảm cân được 10-20kg, về gái đi khám lại là bệnh lý hết luôn, có người thì thuyên giảm, còn có người là hết hẳn luôn đấy. Nên là cô cứ yên tâm, đến với viện thẩm mỹ Korea giảm cân là để bảo vệ sức khỏe nữa. Trời ơi, nghe con nói vậy là cô thấy mừng quá, vui quá. Quyết định là xuống làm liền với con, chứ mẹ nôn dữ lắm rồi. Nãy giờ con cũng nôn lắm mẹ rồi đó. Bây giờ là hết lo lắng tự ti rồi đúng không? Đúng rồi. Con cũng chúc cô với chị mình làm liệu trình sớm hiệu quả nhất ạ. Cảm ơn em nha. Hy vọng rằng là sắp tới cô Kim và chị Thanh mà giảm cân thành công là mấy cô cháu mình gặp nhau một buổi tại viện thẩm mỹ Korea để mà mình chứng kiến sự thay đổi của tất cả luôn ha. Dứt khoát là như vậy. Còn bây giờ Trâm ở lại nhé, anh xin phép dẫn cô Kim với chị Thanh xuống làm liệu trình luôn ha. Rồi, cảm ơn em nhiều nhé. Viện thẩm mỹ Korea, thương hiệu giảm béo số 1 Việt Nam. Hà Nội, tòa nhà 100 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng. Hồ Chí Minh, tòa nhà số 1 Trần Nhật Duật, quận 1. Tổng đài 1900 0361. Hotline 0911 85 9999.